của sai bát nhé. Sai bát này chúng ta sẽ để môi môi 46 hoặc 37. Ở đây thì sẽ cắt dạng là môi 37 nhé. Và bên môi môi 3 nó ít hơn thì sẽ vuốt về sau này, xẹt rồi. Còn môi ở phía trước môi 7 thì sẽ dạng cắt kiểu dạng hơi rủi rồi nhé. Hơi rủi chút xuống. Được chưa? Để cắt chúng ta sẽ phân ra chữ U như này. Mọi sẽ quan sát là đuôi bát này chống thẳng lên này, phân thêm đường về phía sau. Để chia tóc thành nửa phía trên nửa phía dưới. Phía trên là người ta hay gọi là phần tốt vậy đúng không? Đấy, mình gọi chuyên ngành đây là phần chữ U. Được chưa? Kẹp vào đây này. Đấy. Tiếp tục sang bên đối diện, tạo sẽ chia tương tự nhau. Chia tương tự lên. Đây thì sẽ căn là gì? Thẳng cái đuôi mắt này. Chống thẳng lên nhá. Đuôi mắt của hè chống thẳng lên. Đây, để căn đường về phía sau. Và chú ý này, trong quá trình chúng ta phân khu chúng ta phải phân đều nhau nhé, hai bên thành đều nhau mình cắt theo cái đường phân đấy, đúng không? Hai cái đường phân mà nó đều nhau như này thì khi mình cắt xong ấy, mình cắt thì thường là nó sẽ không bị hụt nhá, nó không bị lệch nhau nhé. Thường các bạn mà phân nó không chuẩn cái chữ U này ấy, có lỗi rất nhiều của các bạn ấy là chúng ta sẽ cắt theo cái phần cái đường phân này. À, bên này mà phân to hơn thì thường bên này chúng ta sẽ cắt gì? Cắt bị gì nhỉ? Bị gì? Lệch. Bên này sẽ bị nhiều hơn, bên này sẽ bị trắng hơn. Chú ý cái đấy thôi. Đấy, tiếp tục, và tao ở phía sau mọi sẽ nối hai cái phần chữ U này với nhau là xong nhé. Đấy, chúng ta chia một đường chạy về phía sau. Đó, nối. Đó, ta đã chia xong rồi. Chia vào kẹp gọn lại. Kẹp gọn lại nào. Rồi, như vậy là thầy đã phân xong. Chúng ta phải quan sát vị trí đầu anh ạ. Sai bát người sai bát mọi người chú ý là người nếu mà trừ sai bát ngắn nhé. Đấy nhá. Sai bát thì có hai dạng là sai bát dài, sai bát tập trung và sai bát ngắn. Sai bát mà dài hoặc tập trung thì lưu ý cho thầy người không nên cắt cái thành nó trắng quá. Đấy, thì để tóc nó đỡ bị rơi xuống. Để thành nó đỡ cái tóc mà khi mình vuốt lên nó đỡ cái tóc một chút. Nhưng mà trong trường hợp một người cắt sai bát mà nó ngắn ấy, cái phần tốt ngắn rồi thì không phải đỡ, mình có thể cắt cao lại cũng được, hiểu rồi không? Có thể dùng tông đôi đầu 90 cắt trắng lại cũng được nhá. Nhưng mà cái mái người phải cắt ngắn đi, đừng cắt dài quá. Nhưng mà muốn rủ muốn dài thì người phải để cái thành nó là ít nhất là tông đôi đầu 75 cho cần để giữ lại một chút phần thành này. Ok, bây giờ để chạy qua một chút đi. Bên ngoài các em cắt tóc lên người ta có form sẵn rồi, nhìn form mình đoán được là đã cắt kiểu gì. Bây giờ phải vào salon nhiều bạn anh ơi cắt cho bé này vẫn form này à, nhưng mà thời gian là người ta cắt trắng hai bên thì thôi, còn cái phần tốt người ta phải để. Nhưng có bạn mà cầm rũi thấy nó tròn này nó cầm đắp cứ rũi cho nó tròn vo mà phần tốt vẫn để cơ mà, nhưng mà nói đến câu đấy thì các bạn đấy đã bị cắt đến đoạn giữa này rồi thì mình lại phải sửa thành đi nhọn này, nó không có kiểu ra cần đau muốn thì chú ý đấy. Hỏi những con cũ mà phải hỏi thật kỹ là con cũ như thế nào, phần thành như nào, phần tốt như thế nào để người cắt nhá. Như thế này rồi kê cho thầy cái bên cắt bên công thuận trước, công thuận là bên phẳng khách hàng đúng không? Chúng ta sẽ cắt trước rồi kê công thức kê vẫn như cũ thôi. Mà kê cho thầy đây, kê tông đôi lược chéo và lấy cái phần để mũi ngược này làm chuẩn mình tì vào bên dưới cái viền của khách hàng nhé. Tiếp tục này, cái này, đó, kê này. Ngoài thực tế mà có tay hàng thì mình ấn cái tay hàng nhá, ấn xuống đưa lừa vào cắt này, kê này, đó. Đây là 90 này, 75 đây này, cắt này, tiếp tục này cắt này. Cắt hơi vát vào trong này một chút vì khuôn đầu khách hàng người ta đang gì, đang bị vát gì
Em vác ở trong đây. Nào ra rửa mặt cho Tú không? À, Long. Tóc phía sau là mình sẽ cắt con đơ được ngang, mình cắt liên kết cho phần tóc phía trước và phần tóc phía sau. Long lên rửa mặt đi. Tiếp tục cắt này. Rửa mặt được xuống hai cái chỗ 20.7 này, nó tỉnh đây. À, chặn được đây này. Đó. Chặn được này. Đó, cắt này. Chặn được bên dưới này. Đó, cắt này. Được bên dưới này ta sẽ để cái tai mình sẽ bẻ cong cùng với cả phần khung viền nhá. Viền chạy đâu mình sẽ bẻ thế này. Đó, tiếp tục này. À, nếu mà chúng ta cắt trắng thì hoàn toàn mọi người có thể là vẩy đúng không nhỉ? Có vẩy không? Vẩy được không? Thế là vẩy được nhá. Tập cho thầy thói quen đi đâu cái viền nó sẽ mịn đấy là. Ngon đấy rồi. Đó. Thế thôi thầy lại bảo lại được nữa. Rồi chắc. Đó, quan sát trước trọng. Nếu ok rồi chúng ta sẽ cắt tiếp phần tóc ở phía sau này. Chặn được bên dưới này. Chúng ta cắt phần kiểu bên dưới này. Thì mùi kê này vào nó khó đúng không? Chúng ta sẽ quay đầu cái lược này chặn. Được rồi. Tiếp tục thì sẽ cắt ra ra phía sau. Đó. Quan sát lại này bảo lại này kia. Rồi, bây giờ thầy sẽ kê một đường chạy theo đúng cái đường gì, đường chia chữ U bên trên. Đó, tiếp tục kê bên dưới này, căn cứ đường chuẩn phía phía trước này, mình cắt này. Được chưa? Tiếp tục này. Cắt tiếp phần tóc này. Nhớ là lên để cái phần lược gáy của chúng ta phải đi ra chút nha, đừng có đi sát đây quá. Tiếp tục này. Ở bên dưới này thầy sẽ kê tô lô được chéo xuống dưới và thầy cắt liên kết lên phần tóc phía trên này. Cứ thế từng bước cắt một. Cứ lớn dần nhá, lớn dần. Đó, quan sát tiếp. Bảo lại tiếp lần nữa. Nối giữa phần ở bên dưới và phần tầng phía tóc bên trên này. Đấy, thầy sẽ nối từ bên dưới này lên bên trên. Cái công thức này cắt thì nó sẽ đơn giản nhất và nó và mọi người cắt nó không bị hụt nhiều. Đấy. Tiếp tục cắt tiếp mà. Ok, tiếp tục mình chặn này. Chặn lược này để cắt khung viền này. Chặn này. Cái việc chặn lược để cắt khung viền với những cái kiểu tóc thành xanh như này ấy, thì là cái điều cực kỳ quan trọng nhá. Ta hạn chế vẩy nhá. Nếu mà quen hẳn rồi thì chúng ta mới vẩy, còn không thì đừng có vẩy. Vẩy sợ nó trắng hết cả chân. Trắng chân là một cái vẩy là tí nữa mình lại gì mình phải cắt trắng phần trên để nó đuổi theo đúng không? Thì cắt như thế thành ra là sao nhỉ? Là bây giờ cái thành tóc nó không phải không xanh như lúc đầu các em mong muốn nữa rồi. À, rất nguy hiểm nhé, chú ý lại đây. Ấn mạnh này đúng không? Rồi, như vậy là thầy đã cắt xong cái phần thành ở bên này rồi. Được chưa? Cùng phương pháp thì cắt bên đối diện nhé. Xem lại lần nữa mình sẽ chỉnh vào. Để chỉnh người đứng ở phía sau là tốt nhất này. Quan sát tác là thừa ra mình sẽ đưa cái tông lửa về sau mùi sẽ cắt này. Đó, rất đơn giản này đâu. Đây cho mình quan sát này, tác thừa ra mình cắt đi này. Thế đây có một số sợi ở đây thôi, nó đã đều nhau hết rồi. Ok xong, giờ thì sang bên đối diện nhá. Được chưa? Bên đối diện sử dụng cùng một phương pháp tương tự để cắt. Đấy, cây tông lửa được chéo dưới. Bên này là bên thuận rồi thì nó dễ rồi đúng không? Thường mình sẽ cắt bên không thuận trước thì cái mình cắt bên không thuận thường khó hơn. Khi mình cắt bên không thuận được rồi thì bên thuận mình chỉnh nó sẽ rất là dễ nhá. Cắt này. Đi tông đơ lượt chéo dưới này. 90 độ là nghiêng ra, 75 độ là cắt này. À, lấn dần vào. Lấn dần vào chút. Đó, tiếp tục bảo lại này. Cái đoạn này có tai khách hàng chú ý nhá. Chúng ta mới kêu tai khách hàng ta đi vào đúng cái cạnh này phát là rất dễ để khách hàng chảy máu nhá. Các bạn nào tông đơ sắc chú ý cái này đấy. Đấy, cắt lấn dần ra. Tiếp tục chặn này. Cắt này. Ồ, chặn để cắt khung viền đấy. Đấy, cắt này, tiếp tục mình chặn này. Được chưa? Đó, quan sát hai bên đều nhau rồi, ta sẽ cắt ra phần tóc ở phía sau. Đó, kê tông đơ được ngang theo đúng cái đường này mà. Đó, đường chuẩn ở phía trước thì chúng ta sẽ cắt theo đúng đường chuẩn này. Được chưa? Tiếp tục.
tắt xuống. Đó, tiếp tục vào lại. Cái đoạn nào mình cần nhặt mình chỉ đi đúng cái mũi lồng vào đây thôi. Còn mình sẽ đi cái tô lơ, mũi tô lơ ở đấy để mình nhặt đi. Hiểu ý này không? Đó, quan sát hai bên. Tiếp tục thì bào lại một chút này. Sau nào thừa ra thì mình sẽ cắt đi. Đó, ví dụ có chặn được tiếp này. Chặn này. Chặn tiếp này. Đó, ta đi lại một chút. Được chưa? Quan sát tiếp này. Ok. Tương đối rồi, chúng ta sẽ chỉnh lại tiếp và chúng ta sẽ chạy ra phía sau. Vào thật đi, hai bên cân nhau. Đó. Ở đấy thầy đứng là không phải di chuyển quá nhiều nhé, thầy đứng là thì nhìn này. Bên nào cũng được này, đưa ra. Ok, đưa rồi thì thôi, chứ không phải chạy chạy này. Chạy chạy như này. Đó. Đứng trên trên sau, đứng bên cạnh này. Kê này. Đó, kê này, kê này. Cắt này, đúng không? Cắt này. Ra sao nhìn. Ok, xong rồi. Đó, tiếp tục cắt phía này. Ta cắt theo cái đường này thôi. Nâng lên này. Được chưa? Nâng lên, cắt này. Nâng lên tiếp này, cắt này. Đó. Không dưới cắt, lớn theo này. Kỹ thuật cắt lớn này thì để hướng dẫn rồi đúng không? Đứng bên dưới này. Giờ tiếp tục kê từ tao dưới này. Cắt này này. Có cách dễ nhất người kê người chặn cái này mới cắt cái viền cho này. À, cắt cái viền lên trên. Thì mình căn cứ vào cái đường viền này thì mọi người sẽ cắt gì cho này nhỉ? Cắt một tóc ở phía trên nó dễ gì? Dễ hơn. Đó, kê lên này. Cắt khác được chuẩn ở phía trước này, cắt này, tao tưởng ra. Tiếp tục. Lúc lên trên cái đường thứ hai này mình sẽ không có điểm cái đường đâu, mọi cắt trên không nhá. Hiểu thầy không? Hả? Chứ đừng có bảo kê lấy lúc nào là bay hết à, rất là nguy hiểm nhá. À, hai bên ngoài sẽ cắt tương tự với nhau. À, cái đoạn này chúng ta sẽ vén tay hàng xuống này, như em canh này, em canh này tay này cứng quá không vén được thì thôi. Rồi, quan sát trước sau hai bên thế, cái đoạn này chưa được này. Đó, để kê tiếp lại. Đó, cắt đâu ta chú ý tập là cắt đâu ra được đó thì là chuẩn xác nhất. Đấy, đừng có sửa đi sửa lại, chạy đi chạy lại nhiều. Bây giờ thầy xem hai bên nó đều nhau rồi, hai bên thành này đều nhau rồi đúng không? Từ trước ra sau, bây giờ có mỗi phần tóc phía sau thì nối hai thành này với nhau là xong. Được chưa? Đó, nối theo như nào? À, cái đường ở trên này như này là chúng ta sẽ nối như thế thôi. Đầu tiên thì sẽ cắt này, thì cắt một đường ở đây này. Được chưa? Đừng đưa gãy được còn quá sát này nha. Mình đưa này. Đưa lên trên này. Đó, cắt này. Được chưa? Tiếp tục đưa từ dưới lên trên này. Cắt này. Tiếp tục đưa từ dưới lên trên này. Cắt này, cứ thế cắt ở dưới. Được chưa? Đó, ví dụ đấy. Thì nhiều bạn không biết là đưa như nào. Đây, nhiều bạn cứ này. Và phát đây, bắt luôn đây. Đưa cái gánh đồ vào trong. Nó dễ là bị gì? Bị nẹ, đúng không? Mình sẽ đưa này. Đưa thẳng lên. Nếu bạn nào chưa biết, đưa thẳng lên này. Từ từ luôn. Không đưa vào bộ. Rồi tiếp tục đưa tiếp xuống này. Cắt đường thứ hai bên dưới này. Đưa tiếp xuống, cắt đường thứ ba này. Đưa từ về chặn này. Cắt này. Chặn này. Cắt này. Mày hiểu ý thầy nói không? Hiểu không? Đó, sau đó chúng ta sẽ cắt tiếp phần tóc này. Được chưa? Cắt này. Cắt đi góc nhọn này. Nó sẽ đưa lên như thế thôi. Cùng thao tác. Rồi, xong rồi lại bào lại là xong. Cắt đi góc nhọn. Cắt đi góc nhọn lớn thì nó sẽ xuất hiện hai góc nhọn nhỏ. Nó sẽ bào góc nhọn nhỏ đi là xong. Còn là mọi người có thể kê lại được này. Đấy, kê này. Ra này. Cắt lên này. Kê này. Ra này. Cắt lên này. Đều được nhé, hai phương pháp. Đó, tùy mọi người. Mới cắt xong cái khung rồi, mới thể kê này phải bào lại nhé. Đầu tiên phải cắt khung đã, xong mới kê này để mình bào nhé. Nếu mọi người chưa cắt xong cái khung, mới kê này rất dễ chúng ta cắt sẽ bị hụt nhé. À, đặt theo đúng phương pháp của thầy. Đây, khung đây, khung đây, dưới à. Có rồi, tao ở
Thì trước này còn thì chúng ta sẽ đưa vào chúng ta cắt nha. Rồi, dụng cùng qua. À, cắt đâu được đấy. À, tiếp tục như thế kê. Kê vào này, đẩy cái mũi lược ra này. Đẩy lượng tóc này. Đấy, chúng ta phải khi chúng ta kê vào đây thì chân tóc sẽ bị đẩy đi. Thì phải ngược lại này, thì tóc nó mới thì trở lại vị trí nguyên bản ban đầu, tiếp tục cắt này. Cắt xong làm ta sẽ nhìn lại cái này. Ok. Cái sử dụng tốc độ được gì đây mọi người? Hả? Được gì? 75. Nhưng mà cái góc độ 75 rồi, nhưng mà tốc độ được gì? Tốc độ dọc. Dọc à? Chắc chưa? Nó chéo á, nó thấy. Chắc chưa? Thầy thì bảo cũng như nó chắc chưa ấy. Chắc rồi. Thầy thì bảo là tại sao đây đâu, chắc chưa? Cái đấy là dọc. Nhưng mà chắc chưa? Ừ thì bảo chắc thì chắc. Cứ để thầy hù. Đó, còn một chút thì chúng ta sẽ nhặt lại thì tự nhiên nó sẽ đẹp thôi. Nhặt một ít một thôi. Rồi thừa ra ta nhặt thôi. Không chỗ đâu ra đi với cái phần mà nó xong rồi lại bị góc đúng không? Nguy hiểm. Ok. Sau rồi chúng ta sẽ tiến hành lấy kéo đâm cưa. Ta tỉa qua một chút nhé. Đó, mỗi tỉa cái phần ở trên này. Để lại một chút thành này nó tính vào lượng tóc. Tí nữa nhá, 1-2 nữa nhá. Cho nó mềm mại một chút thôi. Nếu là đi theo vòng con đầu nó mới mềm mại được, nó mất cái ngấn được. Tỉa xong này thầy lại bào lại một chút nữa cho nó mượt mịn mượt là ok. Rồi thầy đi bào lại một lần nữa là xong. Đấy, ta luồn lược mà ta cắt một cái mũi lược thôi nhé. Mũi lược. Cắt thành ok hay không là do cái cách chúng ta đi lược nhé. Đi lược là sao cho nó hài hòa chút là ok nhé. Rồi, tiếp tục thầy sẽ chút qua một chút nha. Thành tóc này. Trước rồi sẽ để tay lên đầu khách hàng thì khách hàng đã biết là mình đang thực hiện phương pháp chút nha. Nhưng mà người ta sẽ lắc đầu phát là toang đấy. Mọi người nói là anh ngồi yên giúp em một chút. Để em đang xử lý cái này. Họ cho đẹp. Nói rõ thế nha. Chắc là người không chút được như thầy đúng không? Chúng ta sẽ đưa cái này vào. Chút từ trên dưới này. Cũng được nhá. Hiểu không? Thầy chút quen là thầy chút chút như thế. Đã nhìn thấy sau, đứng ở sau nhìn cũng phân tắc nào nó nhô lên, chúng ta chút chút đi. Cái nhiều skin mà người mà luyện được ấy thì nó sẽ làm nên thương hiệu của người luôn. Thầy hai tay như bột thế nhỉ. Phần luyện, đó. Luyện tay trái, tay phải nó đều nhau hết. Thấy cả trái, cả phải, cắt cả trái, cả phải. Hai tay là hay nhất. Như vậy đây là cắt xong cái phần thành rồi. Cắt xong phần thành này thì sẽ đi bấm phun viền qua một chút nhá. Đi nhặt bản phun viền xem có nào cần nhặt thì mình nhặt luôn. À, thì khách hàng mình cắt đâu được đấy, khách hàng nhìn thấy hiệu quả luôn thì người ta cũng sẽ thích nhá. Chứ đừng cắt nhăm nhăm nhở nhở. Người ta đã không thích ở dưới rồi thì chắc chắn người ta sẽ rất là mong luôn cái việc là cắt ở trên top như thế nào.
Em mới sẽ làm đâu được đấy cho thầy. Ủi cho khách hàng lên rồi. Nhiều bạn ở đấy là xịt hết nước vào mặt khe, xong cắt xong tóc dính hết vào mặt, đầy mặt tóc. Đó, thì chú ý chúng ta khi chúng ta làm đừng có để mặt khe ướt. Hiểu rồi không? Canh trên tóc canh này thì cái phần thành tóc này, cái phần thành tóc thì nó sẽ thấp hơn cái tóc thật nhé. Thật thì cái thành tóc nó sẽ cao hơn đúng không? Còn cái tóc mình sử dụng mình biết rồi đúng không? Đúng không? Chú ý cho cái đấy. Mà cắt nó sẽ mất thời gian nhưng mà cắt nó dễ hơn. Tóc canh này nó hơi cứng. Nhẹ qua một chút thôi. Đa phần là thầy nó sẽ bấm một cái, bấm một cái lúc cắt cho tôi là bây giờ cũng gần tương đối ổn rồi. Sao? Chú sao? Bấm thì mọi chú ý này, bấm mọi bấm gáy, nhiều bạn bấm hay bị chéo này, để tránh bị chéo mình sẽ bấm phát đường ở giữa gáy trước này, họ xong mình sẽ bấm lan ra hai bên này, đó, lan dần ra, lan dần ra hai bên, thì gáy nó sẽ được vuông nhá. Khách hàng không thích gáy vuông rồi bấm hơi vát vát tròn tròn này chính rồi này, tiếp tục bấm tiếp này. Trong quá trình bấm mùi thấy cái phần tóc nào chưa được mọi người sẽ nhặt lại luôn nhá. Để tránh tình trạng thì tí ta bấm xong tí lại quên. Đấy. Hiểu thế không? À, cứ bảo tí nữa mình bấm xong mình nhặt luôn. Đấy, khi tí mình bấm xong quên xứ mất. Chẳng biết nhặt chỗ nào. Đó. Đây cái nhặt sạm nhá. Đấy, quan sát thật kỹ, nhặt thật kỹ luôn. Ok, bên này. Mình sẽ kê được đây để bấm lại cho nó chắc. Có điểm kê điểm kì để bấm nó nhanh hơn. Nó một cái mẹo nhé. Đào cong mới sẽ giữ cả cái tay, đỡ ở tay bên dưới nhé. Mình chỉ điều chỉnh cái tay phải, mình chỉ điều chỉnh cái gì lỡ tốc độ đi thôi, còn đâu tay trái mình đã đỡ lên tốc độ rồi, mình không phải mất công bị đỡ nữa thì đi nó sẽ mượt hơn. Thế đó à, đỡ ra cái người mà đã quen tay rồi chúng ta không phải đỡ nữa. 2-3 ngón tay là được rồi. Dạ. Tiếp tục sẽ cắt đến cái phần tóc nào nhỉ? Phần tốt đúng không? Sẽ lại này chúng ta. Ngang nhìn trái, từ trước nhìn sau, trên, chỉnh lại. Đấy, mọi người cắt cẩn thận đấy. Ở đây là phần thành chú ý thầy sẽ hoàn thiện xong nhé. Hai bên đều và có độ mịn nhé. Tròn. Đó. Tiếp tục thầy sẽ thả cái tóc trên này ra. Hai bên ngoài ta gọi đây là phần tốt đúng không? Mình gọi là chữ U. Thì cắt phần này thì chúng ta sẽ làm như sau. Mọi người sẽ sử dụng cây kéo chuyên dành cho cắt phần tốt và cái lược cả lúc cắt tốt nhá. Cái này ta sẽ đo này. Đó. Từ sau tai rát sau 30-45 độ rồi đấy. Ta sẽ thấy ngay cái khung gáy này, phần gáy này, cái phần cái xoáy này.
xoáy một V tay này, phát là ra ngay. Chúng ta có hai xoáy, chúng ta vẫn vác về sau khoảng 25-30 độ được đấy. Từ cái tam, ta chia ra phần sau rồi. Được chưa? Còn phía sau này chúng ta sẽ cắt như thế nào? Mình sẽ phân ra hai phần, phần trước của phần sau nhé. Và mình sẽ cắt phần tóc của phía sau trước. Mình sẽ lấy cái phần tóc này ra làm sao? Cái công thức này là quá dễ đúng không? Bài nặng như thế thôi. Mình sẽ cắt dài hơn cái phần thành tóc là bao nhiêu? 0.5 cm cắt đi. Đó. Phần tóc của phía này cũng thế nhá. Nhát gan thế. Nãy mà ngày trước đi chơi mà dọa ma thì chắc là sợ lắm nhỉ. Đây là chân đối này. Hai này với nhau. Thì cái ông này thì thầy sẽ cắt đúng bằng phần thành nhá. Hiểu không? Đây. À, bằng đúng bằng phần thành không? Đấy một tí thôi. Và thầy cắt 1, 2, 3 đối với nhau. Tiếp tục. Tí nữa về mà xem lại thì các bạn xem đoạn đấy thì chú ý là đừng ăn cơm uống nước nhé. Nếu có giật mình thì ngã ngửa đấy. Trải ra, cắt. Cắt từ tí một thôi nhá. Lại trải tiếp ra cắt này. Mình cứ trải theo đúng chiều tóc mọc này nhau rồi nhá. Tóc mọc nào ta sẽ cắt như thế. Trải, cắt. Cái dây dắt cho mềm mại. Cắt xong rồi thì đây thì sẽ điều chỉnh tầng lớp. Tầng lớp thì thầy sẽ chia phát tán. Chia phát tán. Từ một điểm mình sẽ chia phát tán ra nhiều điểm nhé. Đó, chia này. Chia này. Đây, chia phát tán đây. Chia ra nhiều điểm này. Ta nâng lên theo độ 45. Và tiếp tục chúng ta cắt đi góc nhọn ở đâu? Ở phần tóc nào nhỉ? Trên. Trên đấy nhé. Quay về sau thầy ạ. Quay ngang đã không thấy góc độ rồi. Đấy, quay này người ta mới thấy này. Cắt đi khoảng 0.5 đến 1 cm nhá. Bớt lại cái phần khuôn viền bên dưới nhá, đừng cắt vào nhá. Cắt này. Mình điều chỉnh một chút góc độ thôi để cho nó mềm mại thôi. Cắt tiếp phần tóc này nhá. Chảy ra này. Cắt. Tiếp tục cắt nốt phần tóc này. Quan sát được chuẩn ở bên cạnh cắt đi phần tóc ở. Tiếp tục chia này. Chia tiếp này. Ủa chia rõ ràng cái mảng tóc nha. Chúng ta nhìn nó dễ nhá. Bên trái này thầy sẽ ngửa tay lên thầy cắt, thầy còn tóc cắt không còn được bỏ qua. Tiếp tục chia này. Chia tiếp. Trải lên. Trải ra. Quan sát. Cái chuẩn bên cạnh và cắt theo. Chia tiếp. Ẩu quá chúng ta cứ lấy chúng ta nhặt nhặt nên nó không được rõ ràng cái đường chuẩn đâu. Một cái chia đúng như này thầy cắt cho đúng đường chuẩn. Đường chuẩn rõ như này mà, đúng không? Này chúng ta cắt này. Khi cắt xong thì mình có thể quan sát cái độ mềm mại của nó này. Caramel quay đây. Độ mềm mại này. Nó sẽ rất là mềm mại nhé. Ok. Bây giờ cắt cái phần tốt. Cắt như nào đây? Mọi người muốn là cắt xác định cái ngôi sẵn này như nào? Ta muốn để thường là ở ngoài họ để một ngôi để ngôi sẵn rồi đúng không? Đúng, để ngôi sẵn. Người ta sẽ để ngôi sẵn đúng không? Cắt ngôi sẵn. Cắt ngôi đấy đúng không? Cắt ngôi sẵn. Cắt ngôi sẵn nhé. Ngôi sẵn mình sẽ quan sát được rồi. Là chúng ta sẽ cắt 37 đúng không? 37 thì đây là đuôi mắt này thẳng lên là 228 này. 37 là giữa mắt này. Nó chia đường chạy ra phía. Thì sao thì ra phía trước nhé. Chia cái ngôi cho cái này. Đó, thì ngôi 37 đi. Tí nó vắt này. Đó, vắt đây đây. Còn phần tóc ở phía cái này ta sẽ để dùng chút. Bây giờ để cắt thì trước kia thì thầy sẽ cắt quyết định cái độ dài của cái phần tóc này đã. Thầy cắt quyết định độ dài nữa nhé. Còn nhớ là chia cái ngôi từ xoáy ra chạy ra. Đó, từ xoáy chạy ra. Ok, thì cắt độ dài nó như thế nào? Độ dài thì tốt để mình định cái khung của nó. Để tránh cái việc là chúng ta bị cắt hụt nhá. Mình sẽ cắt nối tiếp từ phần tóc phía sau này. Mình vừa cắt lúc đấy này. Đó, cắt ra phần tóc phía trước này. Hiểu thầy không? Cắt ra phần tóc phía trước này xuống. Thường là bên ngôi ngắn ấy, thì nó sẽ ngắn hơn. Tóc sẽ ngắn hơn bên ngôi dài. Nhưng mà nó vẫn có độ vát ở phía trước. Thầy sẽ để vát là khoảng gì? Hả? Vát khoảng 5 độ hoặc là 10 độ chạy ra phía trước này. Đó. Sẽ cắt bấm này bấm tiếp này
Nó sẽ vát như này. Cái ghe gì vuốt lại sau nó sẽ nhìn này. Đó, nó sẽ vẫn có tóc nó che cái phần hành. Đó, tiếp tục. Bên này thì sẽ cắt tương tự này. Thường là bên môi nhiều chúng ta sẽ cắt gì? Đó, mọi người. Bên môi nhiều này thì sao? Thì người sẽ cắt cái độ dài nó dài hơn cái bên môi. Môi ít, môi 7 này đúng không? Thì bên môi này thấy nếu chúng ta ở phía sau và thay vì thì cắt khoảng 10 độ như bên kia thì sẽ xuống khoảng 5 độ nữa là 15 độ được không ạ? Chớm chớm cái phần tai luôn này. Mình cắt xuống này. Đó, cắt. Còn cái tóc nào ta kéo ra ta cắt nốt này. Đấy, cắt đi. À, thường là sẽ vuốt sang này. Ở phía sau. Còn người ta sẽ gì? Sẽ để gì? Để rụp một chút. Nếu không, ta cắt dài quá, cảm thấy dài quá người cắt ngắn đi tí nữa cũng được, tùy nhá, không sao. Được chưa? Ở đây ví dụ thầy định cắt ngắn đi tí nữa nè. Ngắn đi. Đó. Tiếp tục thầy sẽ trải ra cắt. Vát xuống dưới khoảng 15 độ. Thầy cắt ngắn đi chút, trải hai bên, cắt. Cứ trải hai bên cắt thôi. Nó tự nó sẽ vát. Còn cách nhất là cách dễ nhất mọi người chứ phải hai bên một cắt này thôi. Đó, cắt. Đây là bây giờ mình đã ra cái form tóc mà mong muốn rồi đúng không? Đấy, form tóc mong muốn rồi. Ở bên này thì sẽ gì? Em vuốt như thế này. Được chưa? Ở bên đối diện này chúng ta cũng sẽ đầu tiên cái phần tóc của này mình sẽ sấy lên này. Sấy thẳng lên ra phía trước này. Ra sau này. Được chưa? Cái phần tóc này cứ để nó xõa đây này, tí mình đẩy ra chút này. Thì tự nhiên là nó sẽ gì? Cái dạng là sẽ rủ rủ này xuống. Đấy. Nhưng mà người quan sát lúc này thì ta cũng chưa gì chưa được mềm mại cho lắm nên mình sẽ cắt tầng lớp nhá. Tầng lớp thì cái bên môi bé này chúng ta sẽ nâng có độ 4 năm thôi. Chia một lớp tóc mỏng ở phía sau. Tiếp tục chia lớp tóc mới. Đúng không? Bên trái thì sẽ rửa tay. Đó, trải ra. Quan sát góc nhọn ở trên. Mình sẽ cắt theo góc nhọn này. Đó, cắt đi. Tôi kéo ngang nhá, mảng trước nghiêng dịch về mảng sau nhé. Đó, tiếp tục mảng này này. Đấy, nghiêng dịch về mảng sau này, cắt này. Chia tiếp này. Đó, đứng bên này. Kèm góc nghiêng dịch. Ví dụ đây là đúng trung tâm mảng thứ ba, thấy là nghiêng mảng thứ hai thì cắt này. Đấy, còn tóc cắt không còn bỏ qua này, không còn chút này, cắt này. Bên này ta không nên cắt tầng lớp cao quá nha, vì mình muốn nó nặng thì nó xẹp xuống mà. Mồi mà nâng cao quá là nó sẽ bị khí rất là dễ bị hụt. Mảng 4 cái điểm của 3 này. Thứ hai là sao? À là nó sẽ bị bồng quá. Đó, tiếp tục. Mảng 5 này. Nguyên về mảng 4 này. Cứ chia nhỏ ra chúng ta chỉ đo cắt đi, còn tóc cắt còn bỏ qua. Tiếp tục cắt nốt phần tóc này. Đấy rồi. Đó, cắt xong thì nó sẽ có cái tầng lớp nó sẽ mềm mại hơn chút nhé. Đó. Bây giờ thầy sẽ cắt sang bên môi gì? Bên môi 7. Môi 7 của mình sẽ lấy một chút tóc ở phía sau thôi. Là đồng chuẩn. Và tất cả những môi này chúng ta đều nghiêng dịch về phía sau nha. Cái đường chuẩn đầu tiên mọi người sẽ nâng tốc độ là 5 năm này. Đúng không? Đây 4 năm rồi, nâng lên 10 độ 5 năm. Đường cắt gì? Đường cắt 90. Cắt theo đầu chuẩn ở phía gì? Phía sau. Đó. Tiếp tục chia tiếp này. Và mình cứ như vậy mình sẽ chia mảng dọc nhé. Chạy từ phía sau ra phía trước. Cắt xuống chút. À, chia tiếp này. Cứ chia bằng dọc chạy từ phía sau ra phía trước. Tiếp tục ở mảng số 2 này đúng không? Thì thầy sẽ nghiêng gì về mảng số 1. Đấy, và căn cứ đường chuẩn ở phía trên, phía sau. Căn chia tiếp này. Chia tiếp rồi tăng tiếp theo. Đấy, nghiêng dịch 3 về 2 cắt. Đấy, quan sát đường chuẩn cắt theo. Đừng cắt quá sâu xuống cái phần tóc ở viền bên dưới nha, không được cắt phạm khuôn viền bên dưới nữa nha. À, tiếp tục chia tiếp cứ như vậy người hoàn thiện hết bảng thứ tư đúng không, người bị bảng thứ ba cắt quan sát là chuẩn ở đâu, ở phía sau này cắt đi. Tiếp tục chia nút cái này thì sẽ cắt nốt này, nghiêng dịch bảng số 5 là nghiêng dịch về bảng số 4. Quan sát là chuẩn này, rồi cắt này về. Rồi, bây giờ thầy sẽ có cái bước tiếp theo, thầy cắt đi góc nhọn ở chỗ này. Chia một đường vát về phía sau này. Trải ra, có góc nhọn, người sẽ cắt đi góc nhọn thì nó sẽ mềm mại hơn. Đây, có chút gọn thì cắt vát vào đây tí.
tiếp tục chia tiếp những lớp vỏ tóc tiếp theo, còn tóc thì cắt không còn thì bỏ qua. Thế là đã hết rồi đấy. Thường là các bạn không cắt góc nhọn này, thường bây giờ nó sẽ rất là gì nó. Đấy. Cắt thêm một chút mái này thì đã liên kết được tóc xong. Ok, đó là ta đã cắt quyết định xong phần phong tóc của kiểu sai phát thử đó. Đó, rất nhanh, hiệu quả đúng không? Đúng, quan sát hiệu quả, thì đã ướt nhá. Mặt vuông, mặt tròn, trái xoan. Để được đấy, trái tim. Đó, kim cương có thể để kiểu này. Kiểu này thành xanh mà. Có thấy ok không? Sấy nhá. Sấy chúng ta sử dụng một thơ các sấy. Sấy thì theo thầy bài này mọi người sẽ sấy cho thầy cái phần tóc ở bên môi thì cô bé trước nhé. Rồi giữ lại những cái này này. Tóc này. Giữ cái phần tóc ở bên môi thì mọi người. Bên môi bảy nhá. Để quay đây cho cameraman nhìn. Một phần chúng ta sấy cái ngôi này nó sẽ khô cái ngôi này, nó sẽ cố định cái ngôi luôn nhá. Mà đây là cái bước sấy cố định ngôi, hiểu ý không nhỉ? Đó, nếu mà người không sấy khô cái ngôi này thì nó sẽ bị lẫn ngôi, thì nó sẽ không được đẹp nhá. Nhớ là giữ cái ngôi này, giữ nhẹ thôi, đừng ấn mạnh quá nó xẹp luôn cái ngôi này xuống đấy nhá. Giữ nhẹ thôi. Cái tóc của người rất nhanh. Đấy, tóc này giờ khô ngôi rồi mình đẩy lại nó rất thoải mái, ok hết. Khách hàng về nhà vuốt rồi sẽ hướng dẫn khách hàng bây giờ anh sẽ xe này cho em. Giữ cái ngôi này anh xây cái tóc này lên rồi. Đấy thì nó sẽ được như này. Nó chạy về phía sau như này. Được chưa? Đó. Xong. Bây giờ đến mình sấy ở phía sau trước, sau rồi sấy dần ra cái ngôi lớn sau. Đây mình sấy sau này sẽ quay này, mọi người dễ nhìn nhá. Đó, tiếp tục sấy này. Bước cắt là cực kỳ quan trọng, bước sấy còn quan trọng. Cũng như thế, kém. Người biết sấy là người biết uốn. Nhưng mà người không biết sấy là người uốn hơi kém. Uốn phong không? Tại đây là hóa chất. Hóa chất phụ ấy. Người sẽ được phòng cái tay phong uốn. Thầy đang dự kiến này mở những lớp về trong nam chuyên cắt kéo lượt xong rồi là cuốn này. Rồi cắt chuẩn rồi thì cuốn cũng đẹp luôn. Tóc mà theo tầm rồi nó đều rồi cuốn đẹp lắm. Không biết sao nó cũng như anh em nhiều anh em ngoài nữa. Tức rồi, tóc này nó cần đồ bồn rồi lên hồi đầu. Tóc này mình sẽ chia làm hai lớp sấy, lớp đầu tiên lớp giữa này. Một cần bồn lên. À, đến cái phần đoạn ở đoạn rủ phía trước này mình sẽ xé nó về phía trước. Nha. Anh em thấy thôi. Các bạn kẹp đi nha. Để cho màu lên. Quay đây. Sẽ tóc ở đây. Hả? Đấy, hết rồi sao?
Nếu có phần nào này, phần này mình sẽ thấy về phía trước. Được không? Cho nó rủ quá. Sẽ bồng lên này, bồng phần chân lên này. Đó này. Bồng lên này. Đó, đừng có động vào cái thùng bên cạnh nha. Thấy cái ồ nó bị chảy lên được. Đó, này, cái này ta đưa tí này, đẩy ra này. Hút rồi, nó bồng lên. Đó, cái cách sấy mùi nắm được chưa? Chưa, cố gắng nhé. Nó tắt bên đây là cái chạy lên trước này. Nó ngồi chuyển lấy cái máy này, cái lô này nó sấy này. Cái này chút này. Đó, sau đó thầy sẽ tỉa qua tí là xong rồi. Nhá. Đơn giản không? Rất đơn giản. Nhanh. Chuẩn bị hoàn toàn bằng xương. Thầy sẽ chạy về sau tí khi bảo bắt chéo. Đó. Giờ ta về trước này sẽ về trước này được rồi. Thầy sẽ tỉa qua chút nhé. Tỉa đấy, có kéo tỉa đâu nhá. Kéo tỉa mình tỉa ngọn chứ. Tỉa ngọn nhá. Chia mở ra. Tỉa phần ngọn. Tiếp tục. Phần tóc này hơi dày này. Tỉa hơi nhiều đấy. Đó. Tiếp tục. Cứ sử dụng kéo dao cưa một tiếng. Rồi, tiếp tục thì sẽ lấy kéo chuốt. Mình sẽ sử dụng bài này để sử dụng kéo chuốt và một cái chuốt tạo độ chạy phía sau nhé. Rồi. Chia làm hai phần này. Phần bên dưới thì sẽ chuốt là cho nó nhạt ra, người ta sẽ chuốt nó chạy phía sau. Đó, có thể mọi người sẽ không quen là mọi người sẽ kẹp này lên tí nhé, như thầy. Kẹp lên một chút này. Đó, chuốt này. Chuốt này. À, chút ở phía sau thì khoảng không, khoảng không ở phía sau thì nó sẽ tóc nó sẽ chạy về phía khoảng không nhé. Chạy không thì nó sẽ chạy về phía sau. Thấy không? Tiếp tục thả nó này ra. Tóc về trên mọi người đừng có chút lên trên mặt nhé, mọi người chút ở bên dưới đây này. À, chút ở bên dưới thôi. Đừng có chút lên trên mặt nhé. Mặt nó ngắn nó sẽ bị bung như thế nhé.
bung lên ấy, thì buồn cười lắm. Đấy, như vậy mình đã chuốt xong phần này rồi, tí nữa bôi tinh dầu qua là ok. Sang bên này. Đó, tiếp tục chuốt ở phía sau, nhặt lên, chúng ta chuốt này. Đưa vào, chúng ta sẽ khép dần kéo này. Phần tóc nào dày mọi người nhặt lên thôi. Đó, ví dụ đây, phần tóc này dày là nhặt chuốt. Đấy, tiếp tục chia tiếp nó tóc tiếp theo. Như vậy ngồi sẽ chuốt hết rồi này. Đơn giản không? Đó, còn cái tóc này, chuốt lỗi. Tỉa tao đúng không? Nếu người không biết tỉa thì ta đừng tỉa nhé. Mà sử dụng cái kéo ra răng cưa cũng được nhé. Ta đi dưới thì ta tỉa. Chạy lên chương trình cao thì chạy hướng dẫn xong. Kéo chút là chắc luôn rồi. Chắc luôn rồi, kéo chút thì tùy từng kéo. Mua đắt tiền rất chắc. Làm giống thầy một phát đi cả mạng. Đấy, qua phần tóc thì sau này cho con này chút thôi. Sau này thầy vẫn đang hơi thiếu lúc bổ. Mọi người thấy không, cắt thành cái tốt nó chuẩn thì nó sẽ hỗ trợ ra rất nhiều. Xong rồi xảy nó tơi tơi lên tí nhé. Thế là nếu cho nó tơi lên tí, xong ta làm gì vậy? Trong hợp chúng ta xảy tay này, lấy cái này lên này. Được chưa? À, chúng ta cầm đây này. Nó sẽ lướt qua này. Hút này. Nó tự bồng lên như này. Hiểu đây không? Lấy tay này. À, bắn này. Kẹp đây này. À, nó sẽ tự bồng lên, nhìn nó rất tự nhiên. Được chưa? Lại thế này. Được chưa? Sấy này. Đó. Cái này gì? Từ dưới này. Đó. Giờ để cho vuốt một chút, sát vào. Ok nhé. Nhìn cái tóc này đã mặt. Mình lấy được sát vừa đủ rồi. Cái của bạn lấy nhiều quá. Ai cũng hiểu. Mình chỉ vuốt cái phần tóc ở đâu nhỉ? Tóc ở phía trên này đúng không? Tóc bên này đúng không? Trên phần tóc này. Để nữa xấy cái phần này mà cay quá em ngồi. Để tạo lọ chải này xuống này. Em điều hòa em thổi gió áp quá.
Chứ cái single mùa phải nhìn lại cái form tóc trước nhé. Là ok chưa? Vứt cổ chưa? Xong rồi xả lại chúng ta sẽ sắp xếp một cơ thể chúng ta sẽ xì gôm nhá. Đừng có kiểu chúng ta xì gôm trước cho chúng ta mới gì chạy nhá. Đã xì gôm rồi đừng làm gì nữa. Có hiểu ý thầy không? Hả? Được. Nước mình còn đang thiếu thùng gôm. Đã xịt chúng ta chỉ khi form ngon rồi chỉ giữ form thôi nên xịt tạm form. Nhưng mà chưa phồng tóm nó lên xịt cho nó phồng. Qua thì em tôi vào lại những phần thành tóc là cả phần tốt nó còn một chút nhô ra mình sẽ chốt lại thầy nha, mình bỏ qua cái này nha. Mà sẵn nốt cái chỗ này đi là sao. Nhưng mà mùi cắt chuẩn rồi thì cái việc cái bước này chúng ta xử lý nó rất là nhanh thôi. Và cái bước cái bé là ta đã xong rồi. Pháp thao tác cắt chào.